Xin chào tất cả các bạn đã quay lại kênh Anh Audio. Ở cuối tập trước, cảm nhận được một cổ linh hồn trùng kích đáng sợ trong nháy mắt tràn vào trong linh hồn hải của mình, loạn thần ma chủ liền đoán được mục đích của đối phương chính là muốn đoạt xá hắn. Biết được điều này, trong lòng loạn thần ma chủ vừa sợ vừa giận. Tuy rằng kinh sợ, nhưng trong lòng hắn lại không chút bối rối. Trong nguy cơ, hắn ngược lại trong nháy mắt trấn định lại. Hắn tốt xấu gì cũng là cường giả cấp chí tôn, tình cảnh gì mà chưa từng thấy qua. Loạn thần ma chủ hư lạnh, linh hồn hải trong đầu ầm ầm dũng động lên, giống như sóng to gió lớn hóa thành một mảnh vô tận mà hải trùng thiên che khuất bầu trời đồng thời trong linh hồn lực kia một cổ hắc ám chi lực đáng sợ phun trào ra cổ hắc ám chi lực này đáng sợ nồng đậm giống như hóa thành mực không tan thậm chí làm cho từng trần cũng cảm thấy khiếp đảm ha ha muốn đoạt xá bản chủ ý nghĩ hảo huyền đi chết cho bản chủ loạn thần ma chủ gào thét luôn hắc ám chi lực này bị hắn dẫn động trong khoảnh khắc hắc ám chi lực kia hóa thành trường mô đáng sợ lập tức cùng linh hồn lực của từng trần xâm nhập oanh kích cùng một chỗ hắc ám chi lực cuồng cuộn trong nháy mắt hủy diệt linh hồn của từng trần đồng thời từ bên trong sức mạnh hắc ám kia một giọng nói mơ hồ vang lên còn dừng hắc ám không được phép khinh nhận. thanh âm này âm lãnh to lớn đáng sợ linh hồn của từng trần dưới cổ khí tức này không ngừng chấn động đây chính là hắc ám chi lực trong cơ thể loạn thần ma chủ ngoại giới chỉ thấy tay phải từng trần đặt lên trên đỉnh đầu của loạn thần ma chủ một tia hắc ám lực vô hình phun trào nhanh chóng tiến vào trong cơ thể từng trần cắn trả từng trần liền nhìn thấy từ trong đầu loạn thần ma chủ một cổ hắc ám chi lực làm mọi người tim đập nhanh chút xuống lập tức bao trùm từng trần hắc ám chi lực cùng cuộn phun trào trên thân từng trần điên cuồng chui vào trong thân thể của hắn muốn thôn vệ ngược lại đồng thời khí tức hắc ám này đáng sợ ngay cả ma lệ bọn họ đều cảm nhận được tim đập nhanh chỉ là cảm giác từ xa lông tơ trên người liền dựng thẳng lên có loại ảo giác ngã vào vực sâu hắc ám vô tận ánh mắt la hầu ma tổ khiếp sợ lực hắc ám trong cơ thể loạn thần ma chủ này tuyệt đối là cường giả đỉnh cấp nhất đến từ hắc ám tộc tu ừ vi ít nhất cũng là chí tôn đỉnh phong la hầu ma tổ ngưng giọng nói thần sắc ngưng trọng ước vạn năm chưa từng xuất thế chẳng lẽ thiên hạ này lại xuất hiện nhiều cường giả như vậy sao cao thủ hắc ám tộc cấp chí tôn đỉnh phong Lệ Nhi, người nói xem Tần Tần có thể bị giết ngược lại không? Nhìn Tần Tần bị lực lượng hắc ám vô tận bao phủ, Xích Viêm Ma Quân từng to mắt. Tên Tần Ma đồ này sẽ không chết nhanh như vậy chứ? Hay là bây giờ chúng ta động thủ, lại giúp tên khốn kia một chút? Nhưng cơ hội đưa tên tiểu tử Tần Tần kia cho, ánh mắt Xích Viêm Ma Quân nhíu lại, lạnh giọng nói, tay phải nâng lên, làm tư thế một đao chém xuống. Đây chính là cơ hội tốt để đánh chết Tần Tần. Suy nghĩ này vừa xuất hiện, ngay cả bản thân Xích Viêm Ma Quân cũng giật nảy mình. Xích Viêm đại nhân, ngươi đang lơ lửng sao? ma lệ không nói gì nhìn xích viêm ma quân đánh chết từng trần thế mà hắn cũng nghĩ ra được chỉ thấy ánh mắt ma lệ lóe lên ngưng thần nhìn từng trần nhíu mày nếu nói những người khác đoạt xá một vị trí tôn ma tộc như vậy hắn phải chết không thể nghi ngờ nhưng hắn là từng trần trên đời này duy nhất có thể ngăn chặn thiên chi kiêu tử như bản tọa ma lệ cắn răng câu này vừa nói ra xích viêm ma quân thầm kinh hãi đúng vậy đây chính là tầng ma đầu sao có thể dễ dàng chết ở chỗ này như vậy huống chi nếu bổn tọa đã đồng ý hợp tác cũng sẽ không thi triển thủ đoạn của tiểu nhân bực này bổn tọa mặc dù vô số lần bại trong tay người này nhưng mà ma lệ ta không phục ma lệ ngẩng đầu nhìn lên ánh mắt dữ tợn ma lệ ta mới là thiên tài cao cấp nhất của vũ trụ này nhân vật chính thật sự cho dù là muốn giết chết tên từng trần này cũng phải đường đường chính chính quang minh chính đại nếu không tâm ta không thông ý niệm không thông bản tọa muốn đánh một trận công bằng chém giết hắn mới có thể chém giết tâm ma tiền đồ vô lượng sắc mặt ma lệ kiên quyết hào khí ngút trời tuy hắn nhập ma đạo là tiểu nhân nhưng cũng là tiểu nhân đường đường chính chính tất cả những gì hắn làm đều là vận mệnh bất bách hắn muốn đường đường chính chính đánh giết từng trần loại âm thầm đánh lén này không phải là điều hắn muốn đi nắm lấy cơ hội thôn vệ lực lượng của hắc ám trì ma lệ khẽ quát một tiếng trong nháy mắt chìm vào hắc ám trì phía dưới trực tiếp thôn vệ lực lượng của hắc ám trì cơ hội như vậy không nắm bắt còn chờ gì nữa nhiệm vụ của bọn họ chính là trợ giúp từng trần chấn áp loạn thần ma chủ bọn họ đã làm được về phần có giúp từng trần đoạt xá loạn thần ma chủ hay không cũng không phải là nội dung hợp tác của bọn họ lập tức lực lượng của hắc ám trì đáng sợ vô tận bị ma lệ bọn họ nhanh chóng cắn ngút đồng thời trên thân ma lệ một vòng xoáy đáng sợ phun trào lên là ma cổ lực trong cơ thể hắn điên cuồng thôn vệ tất cả lực lượng bố phía cấp tốc lớn mạnh chính mình bên kia uyên ma chi chủ lo lắng bay vút đến bên cạnh tầng trần thúc giục uyên ma chi đạo bao phủ tứ phương thần sắc lo lắng kế hoạch của chủ nhân thật sự có thể thành công sao hắn thấp thỏm nhìn tầng trần toàn thân bị hắc ám chi lực đáng sợ bao phủ giờ phút này thân thể tầng trần đang cuồng cuộn hắc ám chi lực thần sắc lại không có chút gì ngoài ý muốn quả nhiên ánh mắt từng trần lạnh như băng cảm thụ được lực lượng hắc ám đáng sợ không ngừng tràn vào trong đầu mình đột nhiên cười lạnh một cổ lực lượng hắc ám không kém gì xâm lấn hắc ám chi lực trong cơ thể từng trần trong nháy mắt phóng lên tận trời là sức mạnh của hắc ám vương huyết lực lượng của hắc ám vương huyết hóa thành lồng giam trong nháy mắt bao phủ lực lượng hắc ám giao loạn thần ma chủ đánh vào mà ở đối diện trong lòng loạn thần ma chủ kinh hãi trong cơ thể tiểu tử này sao lại có hắc ám chi lực hơn nữa lại không kém hơn khí tức hắc ám trong đầu hắn sao lại như vậy lúc này trong lòng loạn thần ma chủ giống như nổi lên sóng to gió lớn nhưng không đợi loạn thần ma chủ có cử động gì hắc ám vương huyết chi lực trong thân thể từng trần trong nháy mắt bao phủ cổ hắc ám chi lực đáng sợ kia một tiếng ầm vang lên hai cổ hắc ám chi lực va chạm lẫn nhau thế lực ngang nhau thần sắc loạn thần ma chủ kinh sợ sau đó trong đôi mắt hiện lên một tia dữ tợn loạn thần ma chủ trong đầu linh hải đáng sợ ầm ầm đánh về phía từng trần dọc theo cánh tay phải của từng trần lập tức tiến vào trong đầu từng trần muốn phát động tuyệt sát với từng trần hắn cảm giác được lực lượng hắc ám trong cơ thể từng trần cực kỳ đáng sợ lại có thể ngăn trở khí tức hắc ám trong đầu hắn nhưng mà giữa hai cái tương đương với thế lực ngang nhau ai cũng không làm gì được ai mà ngoại giới còn có đám cường giả như uyên ma chi chủ ở đây mặc dù linh hồn giao phong người ngoài rất khó nhúng tay nhưng loạn thần ma chủ lại sao dám khẳng định bọn uyên ma chi chủ không có thủ đoạn khác cho nên trong nguy cơ loạn thần ma chủ không chút do dự trực tiếp thôi động linh hồn công kích đem linh hồn của mình trong nháy mắt đánh vào trong cơ thể từng trần muốn chung vùi linh hồn của từng trần linh hồn của loạn thần ma chủ giống như đại dương mênh mông ngập trời trong nháy mắt đánh vào biển linh hồn từng trần mà đúng lúc này đôi mắt của từng trần bỗng bắn ra một đạo hàng mang trong nháy mắt linh hồn của loạn thần ma chủ xâm lấn từng trần bỗng dưng thúc giục lá bài tẩy thật sự của mình lôi đình chi lực trong khoảnh khắc trong linh hồn từng trần bị vô tận lôi đình chiếm cứ lôi đình cùng cuộn hủy diệt tất cả trong nháy mắt bao vây linh hồn của loạn thần ma chủ trong thời gian ngắn loạn thần ma chủ phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết linh hồn không ngừng bị trừ khử mai một hắn ta hoảng sợ cảm thụ lực lôi đình bố phía vạn phần hoảng sợ đây rốt cuộc là lực lượng gì vì sao linh hồn cấp chí tôn của hắn lại không thể ngăn cản càng làm cho hắn khiếp sợ chính là không chỉ linh hồn cấp chí tôn của hắn không cách nào ngăn cản thậm chí ngay cả khí tức hắc ám tiến vào trong đầu từng trần cũng không thể ngăn cản lực lôi đình này bị không ngừng oanh kích nhanh chóng hóa thành lực lượng tinh thuần bị hắc ám vương huyết trong cơ thể Tần trần thôn phệ loạn thần ma chủ là sợ đến hồn phi phách tán vội vàng muốn rời khỏi linh hồn hải của Tần trần muốn đi nào có dễ như vậy tới rồi thì đừng đi nữa sắc mặt Tần trần dữ tận đổi dựng gầm lên một tiếng lôi đình trong đầu điên cuồng dũng động âm một tiếng ngăn cản đường lui của loạn thần ma chủ hơn nữa từng trần trực tiếp thi triển ra vạn đạo luyện thần điện một cái lô đỉnh cổ xưa xuất hiện giữa thiên địa lô đỉnh mở ra Tần Trần lập tức khoanh chân trong đó, điên cuồng luyện hóa bản thân. Vạn đạo luyện thần điện chính là bảo vật tử tiêu đấu xuất cung, cùng với bảo vật thần hồn đang chủ luyện chế vạn vật tứ phương đỉnh mà thành, thuộc về lô đỉnh cấp chí tôn, giờ phút này luyện hóa, loạn thần ma chủ càng thống khổ, linh hồn không ngừng biến mất. Lúc này, loạn thần ma chủ mới hiểu được, Tần Trần căn bản không phải muốn đoạt xá hắn, mà là muốn trực tiếp luyện hóa linh hồn của hắn. Buồn cười thay, hắn lại chủ động thần hồn ly thể, cho đối phương cơ hội luyện hóa hoàn mỹ như vậy. Muốn luyện hóa bản chủ, không dễ dàng như vậy. Bản thể, trở về loạn thần ma chủ rít gào bên ngoài vạn đạo luyện thần điện nhục thể của loạn thần ma chủ cùng linh hồn sinh ra cộng minh kịch liệt nổ vang loạn thần ma chủ đây là muốn lợi dụng lực lượng thân thể hoàn chuyển cơ hội cường giả chí tôn linh hồn không chút sơ hở hợp nhất cùng thân thể linh nhục mặc dù là thần hồn ly thể cũng có thể điều khiển thân thể hừ sớm đoán được ngươi có chiêu này viên ma chi chủ còn không động thủ viên ma chi chủ đã sớm có chuẩn bị viên ma chi đạo bỗng nhiên thôi động chấn áp trên người loạn thần ma chủ vạn linh ma tôn thiên hỏa tôn giả đi ngay sau đó từng trần hét lớn một tiếng thần hồn vạn linh ma tôn và thiên hỏa tôn giả lập tức phóng ra ngoài linh hồn vạn linh ma tôn và thiên hỏa tôn giả hấp thu vô số lực lượng bản nguyên hắc ám cùng với dưới sự tẩm bổ của vạn giới ma thụ đã sớm đạt tới một mức cực kỳ đáng sợ hai linh hồn hóa thành lưu quang nháy mắt tiến vào trong thân thể của loạn thần ma chủ đúng là muốn chiếm cứ linh hồn hải của hắn giờ phút này loạn thần ma chủ rốt cuộc cũng sợ hãi một bên từng trần khống chế linh hồn của mình một bên khác lại có linh hồn khác muốn chiếm thân thể mình đây là từ hai góc độ bất đồng muốn diệt xác mình một khi thành công như vậy chính mình chẳng những hồn phi phách tán mà thân thể cấp chí tôn của mình cũng sẽ trở thành lô đỉnh của người khác trở thành thân thể của người khác hắn điên cùng phản kháng nỗ lực phá tan trói buộc của từng trần nhưng mà lực lôi đình quá mức đáng sợ không ngừng chôn vùi linh hồn của hắn liền nhìn thấy linh hồn của loạn thần ma chủ lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được không ngừng bị chôn vùi linh hồn lực tinh thuần bị từng trần cắn ngút trong nháy mắt cùng lúc đó trong đó có một bộ phận linh hồn lực vỡ nát cũng bị từng trần truyền vào trong thân thể của loạn thần ma chủ giao cho vạn linh ma tôn và thiên hỏa tôn giả cắn múc tiếng nổ vang đáng sợ vang vọng đất trời vạn linh ma tôn thiên hỏa tôn giả thân thể của loạn thần ma chủ này hai người các ngươi nhanh chóng lựa chọn chỉ có thể mỗi người chiếm cứ một người khác phải rời khỏi quyền khống chế tần trần quát lạnh vạn linh ma tôn loạn thần ma chủ này chính là người ma tộc đồng thời hắn tu luyện công pháp nhục thân cùng người trước kia cực kỳ tiếp cận chỉ có ngươi chiếm cứ nhục thể của hắn mới có thể phát huy ra uy lực chân chính của nhục thân không đợi vạn linh ma tôn mở miệng thiên hỏa tôn giả không chút do dự trực tiếp rời khỏi thân thể của loạn thần ma chủ vạn linh ma tôn cũng không hề do dự hắn thân thiết với thiên hỏa tôn giả nhiều năm như vậy đương nhiên hiểu rõ tâm ý của nhau biết làm sao là lựa chọn tốt nhất từng trần liền cảm giác được linh hồn của vạn linh ma tôn nhanh chóng dung hợp với thân thể của loạn thần ma chủ vạn linh ma tôn ta đến giúp ngươi chỉ nghe thấy một tiếng keng lô đỉnh mở ra từng trần từ trong nháy mắt bay ra quanh thân hắn ánh chớp phun trào khí tức linh hồn cấp chí tôn cùng cụm phun trào đây là linh hồn chí tôn của loạn thần ma chủ có trợ giúp và tăng lên kinh người với hắn nhưng mà từng trần vẫn chưa triệt để hấp thu mà là đem một bộ phận lực lượng trong đó trực tiếp đánh vào trong thân thể của loạn thần ma chủ dung nhập vào trong linh hồn vạn linh ma tôn chỉ thấy linh hồn vạn linh ma tôn tăng lên với tốc độ kinh người một luồng khí tức chí tôn trực tiếp tỏa ra linh hồn khủng bố của vạn linh ma tôn đồng thời nhanh chóng tăng lên cũng trực tiếp tỏa trấn ở loạn thần ma chủ linh hải linh hồn của hắn và thân thể của loạn thần ma chủ trong nháy mắt dung hợp trong lúc mơ hồ trên người loạn thần ma chủ tản mắt ra khí tức đáng sợ vô tận phản phất phục sinh lần nữa vạn linh bái kiến trần thiếu loạn thần ma chủ quỳ một gối đối với từng trần không mình hành lễ thần sắc kích động ánh mắt cực kỳ nóng bỏng chính là vạn linh ma tôn không tệ từng trần nhìn loạn thần ma chủ trước mắt cười hạt hạt dưới trướng mình lại có thêm một vị đại tướng vạn linh tiền bối chớ khách khí hiện tại linh hồn của ngươi còn chưa thật sự bước vào chí tôn có điều chờ đến khi ngươi hoàn toàn dung hợp thân thể của loạn thần ma chủ hấp thu linh hồn của hắn chỉ sợ liền có thể triệt để trở thành chí tôn thật đáng mừng từng từng cười to nói tiểu tử kia thật sự đoạt xá loạn thần ma chủ rồi sao phía dưới đám người ma lệ trong hắc ám trì đã triệt để ngây ngốc liên tiếp choáng váng thậm chí ngay cả thôn vệ lực lượng hắc ám trì cũng không để ý tới ngay cả la hầu ma tổ cũng chấn động mắt lộ ra tinh mang nhìn Tần trần trận mắt há hốc mồm hắn quét mắt nhìn ma lệ trong lòng đột nhiên hiện lên một ý niệm mình có phải đi theo sai người rồi không nếu là đi theo Tần trần nói không chừng đúng như lời từng trần nói lúc trước đều khôi phục tu vi viễn cổ đỉnh phong chúc mừng chủ nhân chúc mừng vạn linh ma tôn tuy ma chi chủ cũng bay lên kích động hành lễ với Tần trần kế hoạch của chủ nhân lại thành công nhưng trên mặt Tần trần lại không có quá nhiều kích động chỉ là ánh mắt trầm xuống trầm giọng nói đừng lãng phí thời gian tranh thủ thời gian tiến hành kế hoạch tiếp theo Uyên Ma chi chủ và Vạn Linh Ma tôn gật đầu lia lịa, lúc này phải đi theo từng trần tiến vào trong bản nguyên hắc ám trì. Nhưng ngay lúc này, xa xa phía chân trời, một đạo ma khí cuồn cuộn cuốn tới, hắc ám ma khí như đại dương, trong khoảnh khắc từ bên ngoài loạn thần ma hải, nhanh chóng tới gần nơi này. Có cường giả chí tôn chạy tới, trong lòng từng trần chật trầm xuống. Bất quá, không phải Uyên Ma lão tổ. Một tia cảm giác nguy cơ mơ hồ quanh quẩn trong lòng từng trần, nhưng còn chưa tính là mãnh liệt đến không thể hô hấp, có thể thấy được, Uyên Ma lão tổ cách nơi này còn có một đoạn khoảng cách. La Hầu Ma tổ, người này giao cho ngươi, nàng hắn lại từng trừng quát lớn với la hầu ma tổ trong hắc ám tri phía dưới mẹ kiếp dựa vào cái gì la hầu ma tổ trợn tròn mắt thân sắc phẫn nộ hừ lúc trước bản thiếu trấn áp loạn thần ma chủ kia người hấp thu lực lượng hắc ám tri sung sướng như vậy hiện tại đương nhiên là lúc cần ngươi xuất lực huống hồ đừng quên ước định của chúng ta ngươi nhất định phải nghe theo hiệu lệnh của ta nếu ngươi ngăn cản đối phương còn có thể để cho ma lệ và xích viên ma quân có thu hoạch tiếp tục tăng tu vi nếu không đợi chí tôn đến các ngươi chỉ có thể bị ép rời đi từng trừng quát lạnh vậy còn ngươi la hầu ma tổ bất mãn bản thiếu còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm hơn nữa ngươi yên tâm nếu ngươi ngăn cản đối phương bản thiếu nhất định sẽ khiến tu vi của ngươi khôi phục quyết không nuốt lời dứt lời tần trần cũng không quay đầu lại trực tiếp chui vào chỗ sâu trong hắc ám trì tiến vào vị trí bản nguyên trì la hầu ma tổ cắn răng tức giận đến phát run hắn gia dự một chút cuối cùng vẫn phóng lên trời vọt thẳng về phía chí tôn ma tộc đang nhanh chóng chạy tới mẹ nó chỉ nghe tiểu tử này một lần nếu dám đùa bỡn ta bản tổ nhất định không tha cho hắn la hầu ma tổ vừa hùng hùng hổ hổ vừa cường thế xuất kích hừ người nào ở loạn thần ma hải dương oai chủ nhân của loạn thần ma hải đâu chí tôn này đuổi tới khí tức cuồn cuộn cả người tựa như thần ma hắn cất bước tiến tới lạnh lùng quát về phía la hầu ma tổ mẹ nó không thấy tâm trạng của bản tổ không tốt sao còn ở đây quát lớn với ta quát lớn một tiếng la hầu ma tổ trực tiếp đấm ra một quyền sát khí ngút trời chỉ thấy một bàn tay khổng lồ che khuất bầu trời vỗ thẳng về phía chí tôn ma tộc vị chí tôn ma tộc kia nhìn mà trợn tròn mắt trong ma giới này còn có người dám càng rỡ như vậy dám trực tiếp động thủ với mình chí tôn ma tộc này rít gào trong thân thể nhất đạo ma nhật đáng sợ dâng lên giống như liệt nhật ngang trời ma nhật kia tỏa ra ánh sáng một màu đen kịch che đậy thiên địa loãng xoảng một tiếng chí tôn ma tộc va chạm với bàn tay lớn của la hầu ma tổ lập tức bùng nổ ra tiếng nổ vang động trời sóng xung kích đáng sợ hình thành bên cạnh hai người khiến cho hai người đồng loạt lui về phía sau mà cùng thời gian này trong bản nguyên hắc ám trì huyết hà thánh tổ khống chế kiếm dĩ thần bí dưới sự gia trì của vạn giới ma thụ hắn điên cuồng đối kháng với cường giả trong hắc ám minh giới kia bên ngoài bản nguyên hắc ám trì từng trần mang theo uyên ma chi chủ vạn linh ma tôn đã hàng lâm hai người các ngươi làm theo kế hoạch Tần trần truyền âm cho uyên ma chi chủ và vạn linh ma tôn sau đó thân hình nhón một cái bỗng nhiên tiến vào trong bản nguyên hắc ám trì đại nhân cuối cùng người cũng trở về rồi huyết hà thánh tổ nhìn thấy Tần trần lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng thở dài một hơi Tần trần tiểu tử hừ người nếu không trở về hai người chúng ta sẽ bại lộ kiếm ma cũng không biết nói gì mà từng trần nghe vậy cũng không nói nhảm, hắn biết rõ hiện tại căn bản không có nhiều thời gian để lãng phí, trực tiếp khoát tay một cái, huyết hà thánh tổ liền bị hắn thu vào trong thế giới hỗn độn. từng trần lạnh lùng nhìn vòng xoáy âm dương kia, phải để nhanh kế hoạch. mà giờ khác này bên ngoài bản nguyên hắc ám trì, ma lệ và xích viêm ma quân vốn đang hấp thu lực lượng ma nguyên trong hắc ám trì, cũng lặng yên đi theo từng trần tới bên ngoài bản nguyên hắc ám trì, lén lút nhìn động tĩnh đáng sợ trong bản nguyên hắc ám, cảm thụ được khí tức minh môn bên trong, ma lệ và xích viêm ma quân không khỏi hít một hơi lạnh. nơi sâu trong hắc ám trì này lại còn có một khu vực bản nguyên nồng đậm như vậy chỉ là cường giả giao thủ cùng tần trần rốt cuộc là ai khí tức tử vong nồng đậm như vậy khiến ma lệ và xích viêm ma quân đều không dám tới gần từng người hít vào hơi lạnh bọn họ biết bên trong này có một người là cường giả tâm thần hai người chấn động không nhịn được lít mắt nhìn nhau vốn sự bất mãn đối với tần trần đã bị quét sạch chuyện này cũng may mà có tần trần nếu không phải tần trần tiến vào trong hắc ám trì tìm hiểu trước đổi lại là bọn họ cùng la hầu ma tổ tùy tiện xông vào nơi này một khi lại bị loạn thần ma chủ vây quanh sợ là lành ít dữ nhiều mà ở trong bản nguyên hắc ám trì Tần Trần đương nhiên cũng cảm giác được ma lệ và xích vi ma quân, bất quá, hắn lại không có bất kỳ hành động gì, chỉ ngưng thần nhìn vòng xoáy âm dương. Thời gian không còn nhiều, kiếm ma tiền bối, theo ta ra tay. Tần Trần bắt lấy thanh kiếm trĩ thần bí, lạnh lùng nói, một cổ lực lượng bản nguyên đáng sợ bỗng nhiên quán thâu vào bên trong thanh kiếm dị xét thần bí, sau đó hướng về phía vòng xoáy âm dương bên trong hắc ám minh thổ, một kiếm điên cuồng bổ xuống. Lần này, Tần Trần phóng thích toàn bộ thực lực của mình ra ngoài, lập tức, phía trên kiếm quang, ma khí đáng sợ vô tận trong nháy mắt ngưng tụ, đồng thời, trong đó còn có quy tắc chi lực ma tộc cùng cuộn nở rộ kết hợp lực lượng kiếm trĩ thần bí ầm vang chém xuống vòng xoáy âm dương kia chỉ nghe phịch một tiếng vòng xoáy âm dương kịch liệt lắc lư từng luồng từng luồng tử vong khí từ đó điên cuồng tán dịch ra rạc rạc một tiếng trên vòng xoáy âm dương kia dưới công kích của từng từng lập tức xuất hiện một vết trạng rất nhỏ vết trạng vừa ra vòng xoáy âm dương lập tức bất ổn đung đưa kịch liệt đáng chết các hạ rốt cuộc là ai trong vòng xoáy âm dương cường giả minh giới kia gào thét dữ tận trong miệng phát ra tiếng trống giận kinh thiên hắn hao phí vô số năm mới thành lập ra sinh tử luân hồi chi môn chẳng lẽ sẽ hỏng mất như vậy sao tuyệt đối không được một cổ khí tức đáng sợ đến mức từng từng muốn hít thở không thông từ trong đó bỗng nhiên bộc phát ra mơ hồ trong đó phản phất có một bóng người mơ hồ hình thành bên ngoài vòng xoáy âm dương này chỉ là không đợi thân ảnh này trầm luân ngưng tụ thành hình giữa thiên địa một cổ lực lượng bản nguyên vũ trụ đáng sợ liền tán giật ra loãng xoảng một tiếng hung hăng trấn áp đạo hư ảnh kia bóng người này trong nháy mắt bị trấn áp đến không ngừng chấn động giống như muốn trong nháy mắt nổ tung mà bị vũ trụ bản nguyên trấn áp xuống khiến cường giả minh giới kia điên cuồng gào thét kế sách hôm nay trừ phi hắn có thể hàng lâm ma giới nếu không vòng xoáy âm dương này nhất định sẽ bị từng trần phá hư nhưng hắn cũng biết nếu mình cưỡng ép hàng lâm ma giới sớm đối với bản thể của mình sẽ tạo thành tổn thương cực lớn dưới áp bách của bản nguyên vũ trụ thậm chí sẽ tạo thành thương tổn không thể cứu vãn đối với hắn bất luận là lựa chọn nào đối với hắn mà nói đều là một tổn thất cực lớn nhưng giờ phút này hắn cũng liều mạng nếu như không hàng lâm cái này hao phí vô số tâm huyết sinh tử luân hồi chi môn của hắn tất nhiên sẽ bị phá hư đến lúc đó hắn mấy trăm triệu năm trả giá đều thất bại trong gan tất chỉ thấy hư ảnh đáng sợ kia chống lại bản nguyên vũ trụ trấn áp vẫn định không ngừng ngưng thực đây rõ ràng là muốn cưỡng ép hàng lâm một cổ khí tức khiến từng trần tim đập nhanh trong nháy mắt tràn ngập từng trần hiếp mắt biến sắc vẻn vẹn chỉ là một đạo phân thân mơ hồ mà thôi còn chưa triệt để hàng lâm trên người từng trần liền bốc lên da gà cả người cảm thấy một cổ nguy cơ mãnh liệt đến đây cũng hết nội dung của tập này rồi cảm ơn mọi người đã xem hết video nếu thấy hay mọi người nhớ cho mình một like một đăng ký kênh và đừng quên để lại comment góp ý của mọi người nha.